Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Trong những năm qua, các cấp các ngành trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình chính sách. Huyện Bắc Tân Uyên hiện có trên 2.700 đối tượng thuộc diện chính sách như gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, cán bộ bị địch bắt tù đày. Trong đó có gần 400 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, huyện luôn quan tâm chăm lo và thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định. Cụ thể, mỗi năm, huyện chi ngân sách từ 4 đến 5 tỷ đồng để thăm và tặng quà Tết cho khoảng 4.000 lượt đối tượng, tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân các dịp lễ Tết. Nhân dịp 27 tháng 7 năm 2024, huyện tổ chức 10 đoàn đi thăm tặng quà với số quà là 202 phần, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng, chăm lo cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Mình là con út trong nhà thì cũng ráng chăm lo cho mẹ sống được vui vẻ. Cũng xin cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ và chăm lo đầy đủ cho gia đình. Về chế độ chính sách gia đình thương binh liệt sĩ thì hàng năm địa phương lo chu toàn, không có gì mà gọi là trắc trở, không có gì thiếu kém. Các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên triển khai nhiều hoạt động hết sức thiết thực nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, như tổ chức các đợt thăm hỏi ốm đau, tặng sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế, xây tặng và sửa chữa nhà tình nghĩa. Riêng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2024, huyện Bắc Tân Uyên tổ chức nhiều đoàn thăm và tặng trên 200 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hàng năm huyện Bắc Tân Uyên luôn quan tâm đến gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện, tổ chức nhiều các hoạt động thăm viếng, trao tặng quà, sổ tiết kiệm và xây dựng nhà tình nghĩa, nhà cho đối tượng người có công, người gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Với những việc làm thiết thực và cụ thể của đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, đến nay hầu hết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đều có cuộc sống ổn định, đời sống kinh tế bằng hoặc cao hơn so với mặt bằng chung của địa phương.